Dạ vâng, xin chào quý cô chú anh chị đã quay lại kênh của em Nguyễn Văn Thí. Lời đầu tiên em Thí xin mến chúc quý cô chú anh chị lời chúc sức khỏe và chúc quý cô chú anh chị ngày càng thành công hơn trong cuộc sống nhé. Em Thí xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị trong và ngoài nước đã ủng hộ kênh em Thí trong thời gian qua. Cũng như mấy cái video trước thì em đã thấy giới thiệu qua rồi. Kênh của em Thí là chuyên review bất động sản, sản phẩm nhà phố, đất nền, căn hộ, biệt thự của thành phố biển Nha Trang xinh đẹp và các cái huyện lân cận như là Cam Lâm, Diên Khánh, Khánh Vĩnh và Ninh Hòa. Hôm nay thì em Thí tiếp tục đi review gửi đến cho quý cô chú anh chị một cái sản phẩm là căn nhà ở cách biển phía Hòn Chồng này thì hơn 1 km. Bây giờ là em Thí sẽ review sương sương ở khu vực đây để cho quý cô chú anh chị cùng xem. Ở phía trước này là con đường Phạm Văn Đồng. Thì em cũng có nhiều video mà nói về cái con đường này rồi. Cái con đường này là kết huyết mạch của khu phía Bắc này. Này hướng này là từ phía ngoài quốc lộ 1A chạy đi thẳng vô. Nó kết nối giao thông là đi vô tới trung tâm phía thành phố, đi vô cầu Trần Phú. Ở phía xung quanh đây thì có nhiều tòa khách sạn. Đây, cái tòa ở phía trước kia thì đang xây cũng khá là đẹp, kiến trúc rất là sinh động và độc đáo. Còn bên kia thì nếu mà quý cô chú anh chị từng ghé Nha Trang hoặc là dân ở Nha Trang thì cũng biết rồi, ở bên kia là tổ hợp của tập đoàn Mường Thanh, khu chung cư căn hộ và khách sạn bên đó. Đây, bây giờ là em Thí sẽ review ở phía ngoài biển này cho quý cô chú anh chị cùng xem biển Nha Trang nó xinh đẹp như thế nào. Thời điểm bây giờ là hơn 1 giờ trưa. Thời điểm bây giờ là hơn 1 giờ chiều. Số lượng khách đi tham quan tắm biển tại giờ này thì cũng khá là đông. Phía trước kia là những cái ghế của các cái khách sạn họ set up để phục vụ khách du lịch. Ở đây chủ yếu hiện tại đang ở đây là khách Nga là chính. Khách Nga. Khách Nga thì họ rất là thích tắm nắng. Đấy. Khu vực này rất là đẹp. Khu vực này là tắm biển là thuộc là vị trí rất là an toàn. Ở phía bên kia là khu du lịch Hòn Chồng. Cánh phía đó Hòn Chồng. Còn đi thẳng phía kia là có nhiều cái tòa khách sạn lớn. Ra ngoài kia thì cái tổ hợp resort Amiana, siêu dự án Vega City, hoặc là cái tòa gần phía chỗ bãi tiên kia là tòa La Luna đang xây. Ở đây thì có cứu hộ có sẵn luôn, để khi mà khách gặp sự cố thì họ sẽ cấp cứu, cứu khi khách gặp nạn. Để set up rất là nhiều. Chưa trời nóng nên là khách Việt họ cũng ra đây tham quan về ngồi hóng mát cũng khá là đông. Như vậy kia xung quanh đây. Và bây giờ là em Thí sẽ xuất phát đi vô cái căn nhà review cho quý cô chú anh chị cùng xem. Dạ vâng, bây giờ thì em Thí sẽ xuất phát từ chỗ phía căn hộ Mường Thanh đây đi lên cái căn nhà để review cho quý cô chú anh chị cùng xem. Như hồi nãy em Thí nói thì từ đây đi lên căn nhà thì tầm hơn 1 cây số thôi. Đây là con đường Hòn Chồng. Phía bên này là tòa khách sạn của Mường Thanh Viễn Chiêu. Khu vực đây thì kinh doanh rất là sầm uất. Đây là trường trung học phổ thông Hòn Văn Thụ.
này thì có trường trung học phổ thông dân tộc nội trú của tỉnh Khánh Hòa. Đây là con đường 2 tháng 4, con đường huyết tâm mạch. Đi ra là đi ra hướng bến xe phía Bắc, đi ra quốc lộ 1A. Còn đây là hướng đi vô trung tâm. Khu vực này thì đang làm đường. Đây là tổng quan ngay ngôi nhà. Nhà này đã ở hẻm đường Ngô Đến, cách đường 2 tháng 4 chưa tới 100m. Ở đây thì nhà này với tổng diện tích là 95,5m2, ngang là 4m3, ngang từ đây qua đây. Cổng kiên cố, dài từ hơn 22m. Tại vì gia chủ ở xa không mở cửa được nên em review tổng quan ở ngoài. Nếu mà quý cô chú anh chị thấy thích thì em sẽ dẫn quý cô chú anh chị đi xem thực tế, sẽ cảm nhận rõ hơn. Ở trong này thì công năng thì gồm có 2 phòng ngủ và 1 cái toilet, có 1 cái chợt và ở trên có gác. Đặc biệt là ở đây nó có 1 cái sân, rất là rộng, phù hợp để cho quý cô chú anh chị kinh doanh, buôn bán. Ở đây thì đặc biệt là gần trường trung học cơ sở nên là kinh doanh buôn bán cho học sinh rất là ok. Buôn bán các mặt hàng như là đồ ăn sáng, hoặc là ăn vặt dành cho học sinh, kem hoặc là cà phê, trà sữa, vân vân. Đây bây giờ là em sẽ đi qua khúc này cho quý cô chú anh chị cùng thấy cái trường này, cái trường ở bên đây. Đây cái trường trung học cơ sở Nguyễn Khuyến đây. Đó, trường. Đây. Trong bán kính như xung quanh này có bán tạp hóa này. Bán tạp hóa. Bên trước đây thì có trạm y tế phường Bình Phước này. Chính xác ở tại vị trí này là thuộc phường Bình Phước, thành phố Nha Trang. Trạm y tế phường Bình Phước này, đối diện ngôi nhà luôn. Nhà thì hướng chính tây nha. Và trong bán kính hơn 1 km thì có đầy đủ tiện ích luôn, trường học các cấp này, chợ bên này có một cái chợ cách đây
hơn 100m thôi, gọi là cái chợ Bầu. Và đi xa hơn 1km thì có chợ Vĩnh Hải, một cái chợ lớn ở khu vực phía Bắc đây. Giá cả rất là phải chăng. Phía bên này thì cũng có thể đi ra đường 2 tháng 4, có hai đường, nói chung là đường thông các hướng. Và bên những cái ưu điểm thì cũng có một cái nhược điểm. Ở đây thì cũng nó hơi thấp so với cái mặt tiền đường 2 tháng 4. Nên là nếu mà mưa to thì nước nó không rút kịp, nên là nó sẽ bị ngập ở khu vực này một thời gian ngắn. Nhưng mà hết mưa nó sẽ rút nhanh. Khu vực này thì nhà cửa san sát rồi, rất là đông. Dạ vâng, sau khi em thấy giới thiệu sơ bộ về căn nhà, hiện tại thì gia chủ đưa ra giá là hơn 4 tỷ. Nếu mà quý cô chú anh chị quan tâm, muốn sở hữu để kinh doanh hoặc là mua ở thì inbox cho em liền với số điện thoại là 0356004425. Em sẽ gửi thông tin cho quý cô chú anh chị cùng xem. Dạ vâng, nếu mà xem qua căn nhà này thấy không phù hợp với nhu cầu của quý cô chú anh chị, nếu mà quý cô chú anh chị muốn sở hữu một cái lô đất hoặc ngôi nhà tại vị trí này để ở hoặc là đầu tư thì cứ alo cho em sẽ tìm cho quý cô chú anh chị những cái sản phẩm phù hợp. Hẹn gặp quý cô chú anh chị những video tiếp theo ạ.